Shop nick tự động, Sỹ Kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Có được khẩu này chỉ bắn gần thôi nha mày, bắn xa không tốt nhưng mà cũng ổn đấy, không sao. Chơi được bọn này. Chơi được bọn này. Lại gần lại sơ luôn. Làm sao? Vỡ đầu. Mà tính sơi anh à? Mình đã có 4 túi máu rồi nha mày. Ngồi tạm đây nha. Ngồi tạm đây còn máu thôi. Trong này kiểu gì cũng có người anh em ạ. Ủa, chúng nó chạy ra ngoài cả rồi hả? Mình tưởng ở trên phải có người chứ. À đây. Làm sao bạn ơi? Muốn gì bạn ơi? Lên bảng đếm số này. Một đứa mới vào. Có tiếng một đứa mới vào anh em ơi. Từ từ nhá. Sao mình nghe thấy tiếng chân mà anh em? Mình nghe thấy tiếng chân của một đứa mới vào. Đâu nhỉ? Chưa thấy anh em ơi. Bên này à? Nó đang ngoài hay là trên nóc xưởng nhỉ? À đây, thằng bé đây. Chờ chú nãy giờ. Anh chờ chú em nãy giờ này. Làm sao hả em ơi? Anh chờ chú nãy giờ nhé. Từ từ. What the hell? Ở ngoài có thằng nào vậy? Đây à? Ok đây à? Trốn hả em ơi? Em ơi đừng trốn. Nào. Có súng mà sao lại trốn như vậy? Có súng thì đừng trốn em ơi. Thanh niên này. Có súng thì đừng trốn em ơi. Đừng có trốn nha em. Trốn này. Làm sao? Thích trốn không hả? Thanh niên này. Trốn này em ơi. Thích trốn nữa không? Trốn này em ơi. Lên bảng này. Trốn này. Thằng này. Lượm súng xong là ngồi đấy trốn anh em ạ. Khó hiểu. Vâng. Như vậy là mình đã có được 4 mạng ở trong cái ván đấu này rồi. Ơ đã súng tỉa mình lượm lộ thôi. Lượm lại máu này. Thế là bây giờ là trong cái xưởng cơ khí này là mình tha hồ mình lượm nhá. Có gì mình được lượm cả luôn nhá. Thêm máu đồng súng này ngon lành. Ống ngắm nhiệt thì khẩu X8 lại không xài được. Đơn giản là khẩu X8 thì là cố định cái tiêu cự là 2X. Đấy. Còn này xem cố gắng hốt xác. Hốt được gì thì hốt thôi. Còn không hốt được gì thì đánh thôi vậy. Thôi chơi X8 cũng được. Chứ nếu mà chơi AK thì bắn giật lắm. Giật thì sao chơi nổi hả anh em? Ok mọi người. Ngoài này nãy có một cái xe cơ mà có thằng là lấy xe nó chạy mất tiêu rồi. Để mình chạy xuống dưới này coi. Vẫn đang chạy bo nha anh em. Let's go luôn nào chứ ngại gì hả? À đây rồi. Phía trên sau tháp có một đứa nhá. Nãy mình thấy là nó chạy nhanh lắm. Ui, có phóng lựu cả. Nó câu lựu linh tinh thôi, không phải phóng lựu đâu. Thế Kẹo còn tưởng phóng lựu. Ui, thanh niên ném pháo hả? Đậu xanh ném ơi, làm sao muốn gì? Móc lốp anh hả? Móc lốp anh này. Tính móc lốp anh này, thanh niên này. Móc lốp anh thì lên bảng đếm số là đúng rồi nhá em. Thanh niên này. Đừng tưởng là móc lốp Kẹo mà dễ nha bạn ơi. Không dễ đâu nha. Thêm máu các kiểu này. Ngon lành. Bây giờ mình qua đây mình chấn lốt thằng này. Đầy máu đầy đạn này. Anh em thấy chưa? Tháo hổ đạn. Vứt máu đi. Mà lượm thêm đạn súng kiểu liên. Cũng như là vứt bớt đạn shotgun đi này. Ok. Cái mình cần bây giờ là lượm nhiều hơn đạn súng tiểu liên một xíu này. Thực ra Scar bắn không giật lắm nên là thôi. Nhường cái tay súng cho MP40 này. Ok, cả hai đều có tay súng 2 cả rồi. Tiếp tục săn mạng thôi. Trong ván này thì còn lại 16 người chơi nữa cơ. Ok, mình cứ qua phía này cái đã. Tay súng 3 này ngon. Thế thì quá ok rồi. Chúng ta xem lượm thêm đạn súng tiểu liên thôi bạn ơi. Thôi anh em ơi, có chơi đồng đội đâu mà bạn ơi, nên là hơi sai sai nhá, sorry mọi người. Ở đây một đứa cạnh mình này. Cái what the hell. Trên nhà thì phải, ở đây, ngoài này, ngoài này. Tưởng gì cơ mày, ngoài này hả? Tưởng đâu cơ, ngoài này hả? Lên bảng điểm số này. Thế mà mình cứ tưởng là bản ở đâu cơ. Cố gắng rút đồ nhanh cái, xong là chúng ta sẽ vào nhà luôn. Đây, thằng này có thêm khá là nhiều đạn súng tiểu liên nha anh em. Lựu đạn này. Vào nhà đã. Vào nhà đã, không ham nhé. Đây, cột máu thôi. Ngon lành cành đào. Xem là trong này chúng ta sẽ có gì đây. Không có gì cả này. Ủa, thế là còn lại có 12 người chơi nữa thôi à? Cố gắng top 1 thôi. Ra ngoài lượm xác tiếp mọi người ơi. Mình thấy 9 túi máu cũng đang nhiều này. Vứt bớt đi. Lượm thêm đạn mà bắn anh em ạ. Giảm thanh mình có chưa? À đây. Lượm thêm giảm thanh này, tuyệt vời. Có giảm thanh và ska thì công nhận là sấy đã thôi rồi nhá. Bọn nó còn to lắm. Thế này thì chứng tỏ các bạn ấy là cứu nhau quá nhanh. Là bo to như này mà chỉ còn lại có 12 đứa này. Mình sẽ lên trên này coi. Wow. Thôi xong. Giờ còn lại 10 đứa. Thế mấy ông này cứu nhau nhanh thật. Qua đây chúng ta cũng sẽ chẳng có thêm gì cả nữa. Ấy, hơi chán, hơi chán. Tiếp tục qua đây nào anh em ơi. Để mình sẽ qua tạm căn lều này coi nào. Đây rồi. Đó. Có tí máu nữa cả. Thế ổn, ngon. Mình ra ngoài này coi. Rồi nhé anh em. Lên trên thung lũng rồi nha. Wow, đậu xanh. Đây có gì đây? Không có gì cả nữa. Hơi chán nhỉ, qua đây coi. Mình chưa thấy thêm một ai ngoài này nữa anh em ơi. Wow, 8 thằng nữa hả? Để mình coi. Chưa thấy nữa anh em ơi. Đậu xanh. Đây, bo càng ngày càng thu nhỏ lại rồi. Chắc là mình sẽ lên thử cầu chân một xíu coi. Đây, thung lũng thì rất là nhiều hòm xác nhé. Vừa có xe rồi, có xe thì ngon này. Đấy, xe tiếp tục săn bạn nào. Qua đây nào. Top 1 thẳng tiến nha anh. Ok luôn em. Xong trận chơi team nha cả, xíu nữa nha. Đây, mình sẽ qua hai chỗ hòm thính này coi. Chắc là sẽ đông người. Hòm thính thì thấy đây rồi, nhưng mà người thì chưa thấy. Ây, ô ra này. Ngon lành. qua cái thính này coi nào. Một thính Oza, một thính AWM anh em ạ. Quẩy thôi. Chúng ta sẽ lên cổ trời đào anh em ơi. Ê, đậu xanh. Rồi nha anh em phải chạy nó đúng đường mới chạy được. Rồi nhé, chạy thẳng lên phía trên luôn. Ok nào, lên dâu nào. Người đâu cả chúng ta, à đây đây. Làm sao phải núp em ơi. Làm sao phải núp vậy. Làm sao phải núp vậy. Qua đây, có giật qua đây. Hẳn là câu liệu cả. Ôi mình sợ bạn quá này. Mình sợ bạn quá này. Câu liệu cả. Thanh niên. Sơi mình không dễ thế đâu nha. Cột màu cái đã. Gặp mấy bạn này chơi gan quá nhỉ. Vâng, hiện tại thì mình đang có 26 mắt xem rồi nha anh em. Sơi kẹo không dễ vậy đâu bạn. Xem là chúng ta sẽ có thêm gì nào. Ok nào. Mình cần thêm đạn tiểu liên này. Tầm này thì ổn rồi. Bom keo các kiểu nữa cũng khá là cần thiết nhá. Thế vứt bớt đạn tiểu liên đi. Đậm thêm bom keo này. Máu nữa. Xem có cái đồ thừa nào không anh em ơi. Đồ thừa thì không có mấy quả liệu choán thôi. Liệu choán không xài vứt cả đi luôn nha. Đi thôi anh em ơi. Cuốn cho phun máu lần này. Vâng, như vậy là còn lại 4 người chân nữa cơ. Để mình xem mình kiếm được vị trí của 4 người còn lại. Cố gắng hạ gục cho nó là kiếm được top 1 rồi. Các bạn này. Lại thêm thính nữa này anh em. Rồi nhé các bạn ơi. Để coi. Rồi nhé, ngon lành. Mình vừa lượm thêm được một băng đạn súng trường này. 4 thằng nữa mình vẫn tự tin. Mình có xe mà anh em, tự tin săn bạ thôi. Bo tiếp theo thu tại mình khu đồi này. Nên là dùng xe để cắn người nó cũng dễ thôi. Xuống dưới coi nào. Đổi xe mới chạy cho ngon. Xe này màu đẹp hơn này. Đó, ngon chưa anh em. Mà âm thanh bồ nghe đã hơn. Phía dưới một đứa đang ngồi này. Bãi trưởng ngồi đi à. Ngồi đây thì lên bảng điểm số là đúng rồi. Mình vừa lượm thêm được một xíu đồ nữa này. Ok, chạy thôi. Let's go luôn. 3 thằng nữa. Có nào mọi người ơi. Mình rẽ lên phía trên con nào. Wow, chưa thấy mấy đứa còn lại này. 3 mạng nữa. Xem hạ gục nốt ban đứa nó luôn. À đây này. Đây này. Ok, thêm một thằng nữa bị xe tông này. Xong luôn nhanh gọn. Một đứa bị hạ. Bây giờ là còn lại thằng cuối thôi. Hạ nốt thằng cuối nữa. 10 kill top 1 là quá là đẹp luôn. Đấy, nó phải như vậy. Đâu thằng cuối đâu. Bây giờ chúng ta phải xem thằng cuối đang ở đâu anh em ạ. Chắc là nó ở trên này thôi. Một mạng cuối cùng này. Cuộc chiến solo 1v1 giữa kẹo và thanh niên cuối cùng này anh em ơi. Ồ, không có đây. Mình cầm xe lượn mấy khu phía trên nhưng mà không có này. 29 mắt xem rồi. Quá căng thẳng. À. Ủa, gì vậy? Mình vừa... Ở đây có gì vậy anh em ơi? What the hell, xe mình không chạy được nữa này. Hình như là vừa tông vào một tảng đá này. Đậu xe này, làm sao? Làm sao em ơi? Chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Chạy như hack vậy hả? Chạy không dừng lại luôn. Đậu xanh nè. Yes. 10 kill top 1 ngon lành. Không biết là xe của mình bị kẹt kiểu gì nhỉ anh em. Tự nhiên chạy qua đây cảm giác bị kẹt này, không chạy được nữa này. Có đá ở dưới là sao vậy? Top 1 10 kill ngon lành cành đào. Gạch sớm đâu mà em, top 1 10 kill luôn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.